Cô lấy tôm canh này đúng không? Dạ. Bánh này là quy chương vàng Cần Thơ ra Hà Nội trình diễn rồi. Bánh này là đặc sản Cần Thơ hả chị? À, của người Khmer, bánh truyền thống. À, bánh truyền thống của người Khmer này. Đây phải nói chiên không dầu nha. Không dầu không mỡ. Không bảo quản. Chất bảo quản. Ở đây nước dừa ngon lắm cô ạ. Thôi cô lấy riêng một, cô lấy riêng một bịch đi. Lấy thêm một bịch riêng đi khỏi phải bỏ vô. Dạ. Ở đây có bánh dừa này, bánh dừa Bến Tre này, bánh đường thốt nốt này các bạn này, hấp dẫn à. Cái món này món tuổi thơ của rất nhiều người này, bánh đậu xanh. Rồi, Kiên mến chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của gia đình Kiên ha. Hôm nay thì Kiên đã có mặt ở ngay trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bây giờ là 8 giờ sáng các bạn nhé. Thì mình cũng xem một số trang báo thì thấy là ở bên Thảo Cầm Viên đang có cái lễ hội bánh dân gian. Hôm nay thì Kiên sẽ qua bên đó quay một số hình ảnh để chia sẻ đến với các bạn cái lễ hội bánh dân gian bên Thảo Cầm Viên Sài Gòn các bạn nhé. Bây giờ mình đang chạy ở bên hông của Dinh Độc Lập này. Đó. Giờ chạy thẳng là đến Thảo Cầm Viên nữa các bạn. Cái con đường Nguyễn Thị Minh Khai này thì hai bên đường thì cũng có những hàng cây rất là xanh đẹp các bạn ạ. Mời quý bạn hãy cùng Kiên khám phá cái lễ hội bánh dân gian bên Thảo Cầm Viên nhé. Đây Kiên đi cũng gần tới rồi quý bạn nhé. Quay một số hình ảnh buổi sáng chia sẻ với các bạn. Thấy các bạn mình đã tới lễ hội bánh dân gian Thảo Cầm Viên các bạn nhé. Bây giờ cũng đang còn quá sớm và mua vé các bạn nhé. Đây xếp hàng mua vé các bạn này. Đây thì vé người lớn là 60, vé trẻ em là 40 các bạn nhé. Đây Kiên mới mua vé vào được các bạn nhé. Mua vé vào cổng 60.000 một vé các bạn. Vô đây thì nói chung là chủ yếu đi tham quan lễ hội bánh dân gian thôi, còn không có chơi các trò chơi các bạn nhé. Đi với gia đình thì chơi các trò chơi cũng như là đưa các bé đi tham quan thú này kia. Đi một mình thì mới vào cổng ngày gặp may mấy em đà điểu. Cái lộc một em tê rác ngủ thế rác to ghê à. Sừng của nó nhìn như con voi vậy. Đây có hai em ngựa vằn này, Chí Minh này, hai em ngựa vằn đây, quay về cho Chí Minh xem, quay cho Chí Minh với Tuệ Minh xem này, hôm nào đưa Chí Minh Tuệ Minh vô đây nha. Đây kia đang đi vô trong cái lễ hội bánh dân gian các bạn. Dọc đường đi thì có một số chú tê giác và một số chú nghệ văn đà điểu, quay thêm để các bạn xem cho các bạn nhỏ thích xem. Bạn nhỏ nào thích đi xe lửa thì đây nhá, đây có một đoàn xe lửa để dành cho các bạn đây, đi cùng với ba mẹ nè. Rồi xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trong Thảo Cầm Viên nhé.
bây giờ là 9 giờ các bạn. Bây giờ Kiên sẽ đi một vòng chia sẻ với các bạn cái lễ hội bánh dân gian ở đây nhá. Mới vào thì mình thấy nước đường tốt nốt ngon quá nên là làm một ly xong bắt đầu mới có sức để đi quay chia sẻ các bạn. Cái dụt trái thốt nốt ngon lắm ạ, nó dẻo ngọt. Dạo này là lễ hội bánh dân gian Đông Nam Bộ các bạn. Đây có những loại đặc sản bánh dân gian Nam Bộ như là bánh bò này, rồi bánh chuối, bánh đúc, bánh lá dứa, rồi bánh nếp cẩm, bánh lá mơ. Rồi có rất là nhiều các loại bánh, bánh xèo, bánh thọt thì là có hết các bạn. Rồi mời các bạn hãy cùng đi với Kiên trải nghiệm lễ hội bánh dân gian ở đây nhé. Làm đi thốt nốt đây, hôm nay Sài Gòn nóng lắm ạ. Sài Gòn nóng 37, 38 độ ạ. Buổi trưa lên có nơi lên 40 độ các bạn. Hôm nay là kỳ nghỉ lễ nên là đông, rất là đông. Bà con đi chơi nhiều lắm. Đông nghẹt khách luôn các bạn. Mát quá, mát luôn ạ. Có đã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá lễ hội bánh dân gian Nam Bộ thôi. Đây, bây giờ rất là đông các bạn. Đông nghẹt khách luôn, đông nghẹt khách cho mọi người đi chơi lễ luôn. Đó. Rất là đông. Rồi, mình sẽ đi từ đầu từ cái gian hàng đầu tiên đến cái gian hàng cuối cùng để quay chia sẻ các bạn nhé. Đây, nghệ nhân kim đẹp, bánh mềm, bánh bò thốt nốt. À. Bánh này bánh đúc lá dứa. Bánh đúc lá dứa các bạn nha. Cái này bánh chuối này. Bánh này bánh gì chị? Bánh bột bò về của người Campuchia, em bột của Campuchia, Việt Nam không có bột này đâu nha. Bánh Campuchia. Đó là bột cây mà về á. Bánh Campuchia. Có bánh này là bánh gì? Bánh da lợn. Bánh da lợn. Các chị đang làm thêm các bánh loại bánh khác này. Trời nắng nóng cái này là các chị phải làm sớm. Nắng nóng này là uống nước đốt. Ở đây có nước thốt nốt các bạn này. Đây các chị đang làm bánh bên này này. Đó. À, bên này xem mấy chị đang làm bánh này là này là có xôi mít. Xôi mít nếp cẩm. Xôi mít nếp cẩm các bạn nha. Ở đây chị làm tại chỗ chứ bán luôn. Dạ, làm bán tại chỗ luôn. Nếu không có làm trước. Cũng nguyên tại chỗ đó. Làm này ngon này. Làm này. Mấy người kia bán rồi ra chợ mua về trưng bày để bán. Làm bán tại chỗ này làm đồ nóng ngon. Xôi mít. Các bạn thấy xôi mít hấp dẫn không? Xôi mít hấp dẫn ha. Đó, cái này xôi là mình nấu xôi nếp cẩm sau đó thì mình cho vô muối mít. Mình gọi là xôi mít. Cái này bán các loại mứt các bạn nhé. Các loại mứt từ các loại hoa quả. Ở đây thì bán các loại mứt hạt. Các loại hạt. Đây là món bánh khoai lang tôm hả? Cái này là khoai môn. Khoai môn mùi hơn khoai lang, nó thơm hơn. Chiên với bột với tôm. Khoai môn chiên bột khoai môn, cái này là dùng khoai môn, bột tôm. Dạ, đúng là bánh tôm khoai môn hả? Dạ.
Cái này là tôm là em đem từ Cà Mau lên luôn đó. À, tôm Cà Mau luôn đúng không? Dạ, tôm Cà Mau, tôm tươi đàng hoàng. Em thấy tôm tươi là mới gửi lên cái đợt tôm mới này. Gửi lúc 8 giờ sáng. À, tôm Cà Mau. Bánh tôm Cà Mau. Sống với nước mắm chua ngọt. À, ăn với rau sống với nước mắm chua ngọt đúng không? Đây, ăn với rau bên này này. Đây cái món nem nướng rồi cơm lam, chân gà xả tắc. Bánh Doraemon. Ở đây có các cái món ví dụ như là món ghẹ xong rồi này, ghẹ sữa các bạn, càng cúm này, rồi món này là món vẹm xanh này, bề bề này, rồi ốc bươu, ốc này tiêu, đó, rồi món này là món ốc hương các bạn nhé, ốc hấp, ốc xào. Này rồi các bạn này. Đi rồi ấy là làm cho rồi nóng lên coi. Đây các cái món xúc xích rồi nem rồi gỏi đu đủ. Rồi có món ram bắp. Trà sữa, trà đào, trà vải. Đây các món nướng xin khoe. Khoai tây lốc xoáy, mực nướng. Ở đây có bánh bột lọc, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc. Bánh tét này. Này là bánh chuối à chị? Bánh chuối, bánh đúc, bánh da lợn. Cái này là bánh cái này là bánh bò hả? Dạ, bánh bò. Bánh bò. Quá. Bánh bò nhiều màu ha, bánh bò. Màu nếp cẩm, màu lá dứa, màu thường. Bánh da lợn này. Chị gái rất là xinh đẹp ha. Đặc sản miền Tây. À đây là chị là ở Hậu Giang hả? Em mới vừa tham gia. Mới vừa tham gia hả chị? Ở lễ hội bánh Cần Thơ đó anh. À mới tham gia hội bánh Cần Thơ bây giờ lên đây. Dạ em được giải nhì trong cái cuộc thi hội. Được giải nhì cuộc thi ở đó. Dạ. Là giờ lên đây. À, bánh ngũ cốc dinh dưỡng Thảo Vân. Bánh dân gian em. À, bánh nghệ nhân bánh dân gian Nam Bộ. Đúng rồi. Chị Ngọc Hà. Dạ, bánh dân gian Nam Bộ không hả? Dạ. Đây là chị đích thân làm đúng không? Dạ, này là em làm. Rồi cũng mình em bán luôn. À, vừa làm vừa bán luôn đó. Dạ. Có tuyển người phụ bán không? Dạ, có tuyển anh. Có tuyển luôn. Chị vừa tính. Mua bánh đi các chị ơi. Bánh rất là hấp dẫn luôn các bạn ạ. À đặc biệt là nước cốt dừa đúng không? Nước cốt dừa đặc biệt các bạn này. Cũng hơi khá khá là đặc biệt hơn cái chỗ khác nha. Ở bên trong là thấy là có gì đó đặc biệt ở đây có. Đặc biệt không? À. Thơm quá. Cái này là món gia truyền của mẹ em. Món gia truyền của mẹ chị. À. À, lấy mua thì chị sẽ có hộp mang về các bạn này, hộp đi ăn này. Mình lấy đầy đủ hạt cẩm chứ là mình lấy mà chỉ được cẩm thôi chị. Chị gái bán bánh rất là dễ thương các bạn. Dạ. Cái bánh này nè mình chan nước cốt như vậy nè mình ăn nó mới mắc. À chan nước cốt ăn nước cốt dừa ăn nó mới bén dạ, đúng không? Đúng rồi, cái này nước cốt dừa.
ăn món này là nhớ 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 về cô gái miền Tây, là gọi là nỗi không bao giờ quên luôn á. Khách bây giờ rất là đông các bạn nha. Nói chung thì bán giá bình dân 30.000 một phần. Cái này là bánh đúc gân. Bánh đúc gân. Dạ, bánh đúc lá dứa. Bánh đúc lá dứa. Chung là khác biệt là nước cốt dừa thôi. Dạ, gia truyền mẹ làm. Thêm mấy mè nữa. Chiên xin thêm một lần. Rồi, kiếm cái chỗ rồi. Bánh mới làm luôn, dạ, năng nóng hổi luôn. Là ngày nào là bán cho hết ngày đó. Làm ngày nào bán ngày đó. Chị mà không hết em cũng cho, bán cho hết. Dạ. Mày khách giùm em đi. À. Chị khách dễ thương của em kìa. Chị bảo xem YouTube rồi mới đến đây đấy. 15.000 cái, chị lấy mấy cái. Lấy 2 cái luôn. Chị có cắt ra không chị? Chị mình cắt ra dễ ăn luôn không? Đặc biệt ở đây là em là khách ưu tiên nha, khách hàng là ưu tiên. Rồi dạo ghê ha. Dạ muốn sao là em sẽ chiều như vậy. À khách hàng là khách hàng là thượng đế. Khách hàng là thượng đế, gì cũng chiều hết hả? Chiều hết. Chiều hết luôn, ăn gì cũng chiều. Nói chung bán cái này thì cũng không có. Bán vì đam mê thôi chị ha. Bán gì đam mê thôi. Tại nghề nghiệp dán đeo. À nghề của gia truyền dán làm thôi. Dạ đúng rồi. Giữ cái nghề truyền thống ha. À, giữ nét truyền thống văn hóa của Việt Nam mình ha. Bánh ăn bánh này ăn Giang không? Hậu Giang, Hậu Giang hả? Hậu Giang. Ăn luôn đi chị. Ăn luôn review giúp em coi. Mấy chị gái rất là dễ thương. $30.000 mà ăn no đến trưa luôn, đi dạo thảo cầm viên chạo chán này thôi. Đó. Ở đây nước dừa ngon lắm cô ạ. Thôi cô lấy riêng một bịch đi. Lấy thêm một bịch riêng đi khỏi phải bỏ vô. Dạ. Bánh này là bánh dứa hả? À, dứa. Bánh này là quy chương vàng Cần Thơ ra Hà Nội trình diễn rồi. Bánh này là đặc sản Cần Thơ hả chị? À, của người Khmer, bánh truyền thống. À, bánh truyền thống của người Khmer này. Chị thì đến từ Kiên Giang. À, chị là ở Kiên Giang. Bánh dứa ở đây có 3 màu ha. Đúng rồi, màu dứa, màu lá cẩm với màu trắng. Dứa, lá cẩm, màu bánh trắng. Bánh này của nghệ nhân Thị Hận nè. À, là quy chương vàng ở Kiên ở bánh Cần dứa Thơ. Dứa đi, dứa đi chị hai. Quy chương vàng ở Cần Thơ năm dứa này. Quy chương vàng Cần Thơ 2014. Bánh dân gian muốn bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc. Dạ, cái gì cũng có, nhưng bánh này mỗi cái dịp lễ hội em mới về đây em bán thôi. Làm cực lắm, cái 10.000 cây biết bao lâu vậy mới được cái bánh nè, nó dính vô nhau từng hộp nhỏ nè. Cái bột này là bột gì chị? Bột nếp. Bột nếp à, bột nếp với lại trộn với lại lá cẩm à. Bột nếp với lá cẩm. Hai con đang làm
ngon lắm. Bán cái bánh à, dừa với mỡ đường cốt nốt và còn ăn dân. Cái này là không dầu mỡ. Không dầu mỡ. Bảo quản là cái đó bánh dân gian mình mà quê hương mình làm mà. Không dầu mỡ, không chất bảo quản. Có 30 ngàn lạ, ăn thử đi, bánh này đặt huy chương vàng, bỏ ra 30 ngàn thôi, mình thưởng thức thử. Chưa lần nào mà chị không thử hương vị, sao chị biết được cái bánh đó. Đây phải nói chiên không dầu nha. Rồi, không dầu không mỡ. Không dầu không mỡ. Chất bảo quản nha. Chất bảo quản. Màu tự nhiên. Nhạc vô. Dạ. Em có đi tour bay em cài nhạc vô giùm anh nha. Cứ lên đại đi. 30 ngàn một hộp 3 cái. 3 cái 10 ngàn. Ăn thử thì thử 10 ngàn một cái. Muốn hộp đem về làm quà cũng vẫn bình thường, 2 ngày vẫn còn ăn ngon. Nè bánh trắng. Cái bột này thấy là nó cũng lạ lạ, bột to không phải mịn ha. Nó vừa phải nó ráng nó mới dính lại. À nó vậy nó mới dính lại. Nó chín sẵn rồi, cái ráng cho nó dính lại. À. Cái nhân này nhân gì chị? Nhân ngọt. Nhân ngọt là nhân dừa đúng không? Dừa đậu phộng. Dừa đậu phộng với đường tinh nốt. À. Cô bánh này chị hai. Bánh này hai em. Bột mình làm là bột sống nha. À bột sống. Ừ, bột sống. Rồi xong rồi sau đó mình mới gây ra. À đó, rồi thành một hộp như này. Quá đẹp luôn các bạn. Không biết. Ở đây có bánh dừa này, bánh dừa Bến Tre này. Bánh đường thốt nốt này các bạn này. Hấp dẫn à. Cái món này món tuổi thơ của rất nhiều người này, bánh đậu xanh. Đó, bánh đậu xanh mà trái ớt rồi đủ các loại trái luôn. Ớt trái dâu đu trái xoài gì đó, bánh đậu xanh. Món này là một thời gian là hot ở trên vỉa hè Sài Gòn các bạn. Có một bà cụ bà bán. Này là bánh chuối này. Đó, bánh bèo. Bánh này là bánh lá mơ à chị? Bánh lá dứa. À, bánh này là bánh lá dứa này, bánh này là bánh lá mơ này. Lá mơ này, bánh này hiếm lắm này. Cái này thì gọi là không phải ở đâu có đâu. Miền Tây mới có đấy. À, bánh này là dừa. Bánh lá mơ, lá dứa. Ba mươi ngàn một phần thôi. Em ơi anh là quẹo nè. Bánh bông lan. À, bánh bông lan. Bánh bò dễ che. Gọi một hồi là ăn tiền đó. Dạ. Toàn là những loại bánh ngon các bạn ạ. Đây có món là cà na đập đường. Đó. Cà na đập đường các bạn. Bây giờ khách đang rất là đông các bạn nha. Ball.
chắc chi bằng lá mơ. Đây là lá mơ chứ không phải lá kia. Nhiều chỗ là kia bằng lá gì đó kỳ kỳ. Có nhiều chỗ kêu bằng lá thúi gì đấy. Lá thúi đi. Nhưng mà kêu lá mơ mới là lá chuẩn. Bánh chuối, bánh bò, bánh da lợn, bánh ngọt, bánh bò thịt nó. Đây con nem chay quá nè. Rất là đông luôn, bây giờ càng ngày càng đông quá. Ồ, đây là bánh ngọt đồng giá 30k. Cái này bánh gì mình nhìn nó hấp dẫn ha. Các bạn đã từng ăn bánh này chưa? Giống bánh đậu xanh đấy, nhưng mà bên ngoài cái vỏ nó nhìn rất là đẹp ha. Như kiểu bánh cam vậy á. Bột bé, bánh bò, bên này bánh nó cũng lạ này. Bánh cam. Ăn cái nào chị ơi? Chị ơi. Chị nói em ơi. Có 25.000 hũ em. Chị ăn 1 hũ. Bánh bông lan. Rất là đông quý bạn nha, rất là đông bà con tham gia lễ hội bánh dân gian ở Thảo Cầm Viên. Đó, rất là đông. Đây là ngày mấy ngày 20 ngày lễ, hôm nay đang nghỉ lễ các bạn. Đây, đây có bánh xèo đúng không bạn nha, bánh xèo miền Tây. Đổ bánh xèo đây. Bánh xèo rau rừng Lê Tín. Rau bên này này, rau rừng nữa, xèo rau rừng,
Bột bánh này, làm bánh này. Có anh em làm tại chỗ luôn các bạn nha. Đây được làm tại chỗ luôn. Bánh làm tại chỗ à, ăn mới ngon các bạn. Nóng ngon. Lấy tay là tém xuống. Quay quay xuống dây các bạn ơi. Đứng lại đây cái đó đi. Thank you.
khốt nốt ở đây này rất là ngon các bạn ạ. À. Nước khốt nốt. Đó. Dạ 60 của mình ạ. À. Bánh mới vừa ra lò luôn này các bạn này. Bánh này là bánh chuối hả nhá. Mới vừa ra lò luôn. Bánh này là được làm tại chỗ luôn các bạn nhá. Làm tại chỗ nóng hổi luôn các bạn ạ. Đó. Bánh được làm tại chỗ luôn. Vừa thổi vừa ăn luôn, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Đây là nghệ nhân kim đẹp đấy hả? Nghệ nhân kim đẹp đây. Làm bánh rất ngon. Đây. Cái này làm đường thốt nốt luôn. Làm đường thốt nốt luôn các bạn, màu tự nhiên. Đó. Khách đang mua rất là đông các bạn ạ. Đó. Khách rất là đông. Ở trong kia là có xôi mít này, rồi bánh bò thốt nốt này, bánh rồi có như là bánh chan lợn này, bánh lá dứa, bánh lá dứa, bánh lá cẩm, rất là đông khách các bạn ạ. Đây có lò hấp ngay tại chỗ luôn. À, hấp không kịp bán. Mình không có đủ á. À, đây là không có lượng điện đủ đây là hấp không kịp bán luôn. Tết luôn có giao xin tết cho chị luôn. Rồi chúng ta đi một vòng nha. Đây là trái thốt nốt này các bạn thấy không? Đẹp không? Rồi mua nó đi. Là gian hàng bánh thứ hai, bánh này là bánh tôm cô ha. Bánh tôm. À. Bánh cống hả? Bánh cống tôm. Bánh cống tôm. Bánh cống tôm các bạn này cô vừa mới chiên ra này. Đây mọi người đi rất là đông các bạn nhé. Bánh cống tôm. Đông quá trời quá đất luôn. Đó, ở đây các bạn thấy này, bánh bò rồi bánh bông lan. Đó, rồi có bánh củ mì kìa. Đó. Bánh da lợn, đó. Bánh bò, bánh dừa, bánh chuối. Phải đang luộc anh ơi. Bánh này bánh gì cô? Bánh quy anh ơi. Bánh quy. Dừa, đậu, da lợn, và nướng. Bánh quy. Bên này là gian hàng thứ ba các bạn. Các cô vừa làm vừa đổ, vừa làm vừa bán. Bánh bò lá cẩm, bánh bò lá dứa, bánh bò trắng. Bánh ngọt đồng giá 30k một phần. Còn là bánh chuối này. Hấp tại chỗ luôn các bạn nhé. Đâu có tự nhiên ngoài kia đi vô mua hả? Lại đâu nhỉ? Các cô đang hấp bên trong kìa, hai nồi hấp liên tục luôn. Hàng bánh xèo các bạn nhé.
Bánh xèo rau rừng miền Tây. Bánh xèo ăn với lại rau rừng. Một cái 30.000. Mình là ở đâu lên đây anh? Tây Ninh à? À. Lễ hội bánh dân gian còn cả những các nghệ nhân ở miền Tây, Tây Ninh lên. Người ở miền Tây, người Cà Mau, người Sóc Trăng, người Bến Tre, nói chung là bánh hấp dẫn không? Mỏng dính luôn ha, giòn ha. Giòn tan luôn ha. Ít dầu, không có dầu luôn. Đó. Không có dầu mỡ. Mua lại bàn ngồi ăn các bạn nhé. Đi chung. Bên này là rau rừng bên này các bạn ạ. Đó, rau rừng có rau cải này, rồi có loại rau này. Đó, bên này thì có cà na đập đường các bạn nhé. Sạp bánh nhìn rất đẹp các bạn. Rất là nhiều các loại bánh ha. Bánh dừa, bánh chuối, bánh lá mơ, rồi bánh lá nếp cẩm, bánh da lợn, rồi bánh ngọt, bánh bò. Rất là nhiều loại bánh các bạn. Quay cận cảnh các bạn xem này. Này là bánh tẩm mì này. Đó. Đây này là bánh da lợn này. Này bánh cuốn ngọt. Bánh đường thốt nốt. Này là bánh dễ che, bánh bò dễ che. Bánh bông lan. Bánh lá mơ. Đó. Bánh lá này là lá dứa. Bánh ngọt, bánh bèo ngọt. Bánh chuối. Đây là món bánh đậu xanh, món ăn tuổi thơ của rất là nhiều các bé đây, rất là nhiều người đây. Bánh đậu xanh hình thù rất là nhiều loại trái ha. Hình thù trái ớt, trái bắp, trái đu đủ, rồi trái đó, trái nho, trái dừa. Đó, rồi trái mận. Bánh bò đường thốt nốt. Đó. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Bánh dừa. Bánh dừa Bến Tre. Bánh dứa, nó bánh dứa của nghệ nhân làm các bạn nha. Hôm nãy quay chán đây rồi chưa bật mic.
quay chán rồi chưa bật mic giờ quay lại. Để ủng hộ chưa? Dạ. Để ủng hộ cái nào chưa? Chưa. Rồi giờ ủng hộ đi. À, chị đang làm bánh nè. Ủng hộ mới biết mới giới thiệu ra được cái tin chứ. Lát nữa ăn, bây giờ mới ăn sáng cho đói. Anh dưới đi cơm, bánh dưới đi cơm, bánh dưới có đặt giải mình ăn với Cần Thơ. Sao mình ba cái ba chữ cảm nhận là sao cái huy chương vàng ha. Vậy đó cái đầu mình review là ta tin lên. Ăn rồi mình nói là nó mặn ngọt. Rồi. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Em kênh gì? Kênh Sài Gòn Travel ấy. Mở kênh chưa? Dạ. Mở kênh trên đó. Mở quảng cáo chưa? À chưa. Sài Gòn Travel. Dạ. Chính là vẫn lên. Hello chị. Lại gặp lại rồi. Dạ hello. Chị ơi. Nghệ nhân Huỳnh Thị Ngọc Hà. Nãy giờ sao đi trải nghiệm sao rồi? Nãy giờ đi một vòng rồi nắng quá. Ở đây nó ngọt mà. Lúc nãy quay chán đi là không bấm không bật mic. Bây giờ quay lại. Nãy giờ khách mua quá trời. Nãy giờ mình quay chị Hà chán rồi, xong đó là chưa bật mic các bạn, bây giờ đi quay lại. Quay mà. Quay xong rồi mà chưa bật mic. Đó. À, chị Hà, bánh da lợn lá dứa này. À, ở giữa là đậu xanh nước cốt dừa. Nghệ nhân Ngọc Hà ở đâu chị nhỉ? Hậu Giang các bạn nha. Ngoài chị hay đi các hội chợ hả chị? Hay đi các cái lễ hội đó. Mời á. À. Lễ hội nào được mời là mình đi. Dạ, à. Mời, giống như người ta mời nghệ nhân đến để dạ. Phục vụ cho bà con á. Ừ. Dạ. Còn bình thường là mình có bán ở nhà không? Dạ, cái này thì cũng có, lúc trước cũng có. À. Tại vì nghề truyền thống mà. Nghề truyền thống. Đó. Lễ hội là có gọi là các tỉnh mời là các nghệ nhân đi làm bánh phục vụ bà con. Còn là ngày bình thường là bán ở nhà. Dạ, nghề truyền thống à. Tên tuổi gì đâu à. À, ông bà ngày xưa cha dạ. Mẹ hồi xưa à, nên giờ mình muốn phát triển như là dạ. Đây 30k một hộp rồi các bạn dạ, nha tới, các bạn đến lúc nào mà em cũng được khách ủng hộ dạ. Thơm cho với ở đây đặc biệt là nút cốt dừa chị Hà làm rất ngon đó. Bánh thì chị ghé không ở đây mình phục vụ đến ngày bao nhiêu chị? Dạ đến tới hết lễ là anh hết lễ đúng không? Một tây hả? 30/4/1/5 hết một năm là ngày năm hôm năm nay bà con nghỉ lễ dài ngày mà. Dạ. Em mới về ở Cần Thơ á. À mới về Cần Thơ. Lễ hội bánh dân gian Cần Thơ á. Dạ. Em cũng được vinh dự được mời thi. Dạ. Được giải nhì ở dưới Cần Thơ. Dạ. À. Cái này là gì chị? Bánh ngũ cốc à. Nhà làm luôn. Bánh nổ, bánh nổ ngày xưa. Có cái cắt tiện lợi á. Cái cắt bánh. Mình làm màng thực phẩm cho dạ. Nó dính. Ừ. Bánh đi chị ơi. Bánh đi cơ.
30.000 một phần đầy đủ. Dạ 30 à. Không lên để nước riêng cái gì. Dạ. Vậy thôi hả? Dạ. 30.000 đủ các loại bánh. Ăn bao no luôn. Lấy hai cái đi. Bánh làm hồi nào em? Dạ bánh này em làm hồi tối là sáng mà em đổ ra thôi mình lấy răng trắng ra không được. Không có kéo lấy răng trắng ra. Màu tự nhiên hết. Hai dưa lá cẩm. Cho thêm một ít gì. Cái bánh da lợn này là cô cho thêm một ít dừa. Dạ. Chưa bao giờ. Cái bánh da lợn này con đã làm nước cốt dừa trong đó rồi. Dạ là 60. Đây có bánh bao há cả bột lọc luôn. À, bánh lọc lá 40k. Đây có bánh hỏi heo quay, bánh hỏi lòng heo. Còn 6 tiếng. Hả? Bọc con luộc hết rồi. Bọc mới đó. Anh hỏi lòng heo hấp dẫn ha. Nó ra ngoài nó kiếm không có, nó vô trong nó mới có. Nem nướng. Em lên chơi chú bé. Anh ơi. Rồi, rồi nướng nem nướng. Bò lá lốt. Đây là gỏi cuốn các bạn nha. Đánh gì ghé đồ đi ạ. Bánh bột lọc. Bánh nậm bánh lọc. Mới hấp xong là còn nóng hổi các bạn ạ. Này là lạp xưởng nướng đá các bạn nha. À. Đây là nước. Này có món ốc nhồi
ốc nhồi xả ớt, mực nướng, khoai tây lốc xoáy, các món xiên que. Đây là món hủ tiếu Mỹ Tho. Đồng giá nước 30k. Đây là đầy đủ các loại ốc các bạn nhé. Rất là đông với các bạn nhé. Đây có món ăn Hàn Quốc này, bánh gạo này, bánh gạo cay. Đây là bún nước lèo Sóc Trăng. Bên này quầy cơm lam rồi các món xiên các bạn nhé. Anh liều mạng ha, anh dám tắt đèn luôn ha. Tắt hai bóng à? Anh liều mình anh luôn. Tối nay nhóc bây giờ có hai bóng à? Anh đi dặn dặn rồi bố anh kiếm cái đầu mối anh rút ra luôn. Nhưng mà nguyên một cái dạng đèn mà nó đâu có bao nhiêu ấy đâu. Bây giờ như giải sử em không có một mình em thôi, một mình em bao nhiêu bạn bè, còn những bao nhiêu người khác thì sao? Nó sẽ đi được hết. Nhưng mà một giá thì cho được 30 ampe mà. Trên đầu đó. Bây giờ anh nói. Bây giờ tụi em ít xài cái gì khác thì tụi em chủ yếu là xài cái bóng đèn. Ai cũng còn lại là tụi em xài nha. Rất dễ nghe, ai cũng vậy hả? Em tên gì? Em tên Thiên ạ. Thiên à? Dạ. Thế là cũng hay đi lễ hội ẩm thực đúng không? Dạ, em ở dưới Cà Mau rồi. Dưới Cà Mau. Em đi luôn.
năm đầu tiên lễ hội bánh dân gian Cà Mau là đạt gia đình em đạt giải nhì của đó. Đạt giải nhì về bánh gì? Dạ, bánh xèo, bánh bò. Bánh xèo, bánh bò. Cái này ăn với lại rau các bạn này, đây rau xà lách, rau thơm, nước mắm. Thì có tôm này là em lấy tên từ Cà Mau đem lên chứ không có sử dụng tôm ở trên đây, tôm từ sông ở của Cà Mau. Tôm từ sông ở Cà Mau lên đây? Dạ, đem lên. Dạ. Bánh khoai môn, tôm sông. Tôm này là tôm tươi, nếu Cà Mau mới gửi lên cả. Dạ. Đi tham quan lễ hội bánh dân gian xong rồi đi quay hồng hạc các bạn xem này. Hồng hạc đẹp quá ha. Đó, chị Minh ơi, hồng hạc này con. Chụp lại cho chị Minh xem nè. Cái này là con hồng hạc. Hồng hạc nó có cái chân màu đỏ kìa, màu hồng kìa, lông màu hồng kìa, rất là đẹp. Nó đang uống nước kìa. Có con sờ quam, con thiên nga, chơi cái cổ của nó. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.